bị như này này, bà nó cứ cạch cạch. Không, cái con kia cơ, con này này. Ừ, nó giống nhau mà, chức năng giống nhau. Con này cũng bị hiện tượng đúng hệt như thế luôn. Than thì mình kiểm tra rồi, vẫn dày. Này thì tốt nhất là bởi vì là nó cái này nó những cái tiếp điểm bên trong này nó không xử lý được. Ngày xưa không có thì bắt đầu mới cậy những cái này ra này đấy, nhưng mà xong là phải đổ bằng cái keo của bọn thợ mộc ấy, hoặc là gọi là keo hai thành phần. Thế nhưng mà cái độ bền nó không cao. Họ làm như này là họ sẽ không cho mình sửa chữa đâu. Có cứng luôn. Ừ. Cho nên đà nó phát được phát không đấy. Nhiều con thì là nó phát được phát không thì mình kiểm tra cái chổi than này, này nó gần hết. Thì nó cũng xảy ra tình trạng đấy. Nhưng mà thường thường chổi than này thì nó sẽ có hiện tượng là đà nó yếu. Của gốc con này vẫn ngon đúng không anh? Ừ, vẫn ngon, đánh vừa rồi. Vừa đánh cổ hóp đi rồi đấy, vệ sinh hết. Hay vẫn con này vào phát là ngon này. Nó bị đà này nó khó chịu lắm. Nhưng mà con xe của mình số sàn thì nó còn đỡ, mình còn đẩy được. Chứ số tự động thì là sợ nhất là phải cứu hộ. Thì ví dụ như sau này mà em có muốn đổi xe chẳng hạn, đổi sang con số tự động để biết để thể à. Thực ra thì đôi khi những cái này nó báo trước đấy, nhưng nó mà có những cái xe là nó sẽ không báo trước đâu. Vậy. Nó tậm tịt và nó bị ngay. Vậy. Có những người kiểu mà đi hôm trước đi về đà vẫn bình thường nhưng sáng sau đà nó không được. Nó đà nó im phắc, nó không có hiện tượng gì cả. Lau sạch cái này đi. Con này bị hiện tượng 3 ngày rồi. Ừ. Đấy, đây là của mình, nó báo hiệu trước thì mình còn biết. Có những xe là nó không báo hiệu luôn. Nó tịt luôn. Thế con này định ngày của nó chạy khoảng bao nhiêu vạn thì đã thành anh? Nói chung là nó tùy em ạ. Có con thì chạy, nhưng mà thường thường nó chạy cỡ khoảng 10 vạn giả ra. Thì bắt đầu nó mới xảy ra cái tình trạng này. Đấy, cứ thay con này vào phát là ok luôn. Mình sẽ lấy con bãi thay luôn. Lúc này của nó